cái cây mà đấy có cái hòn đá kìa. Vâng, cây 29 triệu. 29 triệu. Còn cây 23. Còn cái cây bên cạnh ấy cũng có hòn đá kìa, mà nhiều quả. 25. 25. Nói chung là ở dưới này. Đúng rồi. Ở dưới này 25. Nhiều quả khiếp. Vâng, cây này 23. Nói chung là dao động từ 20 đến 30 đúng không? Vâng. Đấy. Quá nhiều quả, thơm thật. Khi vào đấy rất thơm. Vàng. Chào các bác, cô chú anh chị. Ở đấy, ở chỗ này là cái mặt đường Tố Hữu đối diện chợ Vạn Phúc. Khu vực. Thấy cái gian hàng này quất to quá. Năm nào ở đây cũng bày rất là nhiều. Có cái hai cái tuyến đường lớn là làng Long Quân với đường này. Quả to rồi bác nhỉ. Quả quất liên. Đúng rồi, nhìn nhá. Đây dao động bao tiền một gốc các bác? 1,5 triệu. À. Cây đẹp. Như cây này quả đừng có để nhiều quá, để thưa thôi. Bởi vì thường cành quất nó rất là nhỏ. Răm nhỏ tiền mỗi nhánh ấy, nhỏ như này tầm 3-4 quả là đẹp rồi. Quả thì nó sẽ to. Và nó hài hòa nó đều từ dưới trên quả to. 1,5 triệu một chum. 1,5 triệu một chum. Đấy. Chum này là chum cỡ vừa đấy. Cái này bày trong nhà dễ, nhiều nhà trên phố bày dễ. Cái đấy cây quả to nhất, có vẻ như là quả to nhất ở đây rồi. Có thêm lộc. Đấy. Đằng kia, đào rừng đang bán đằng kia rồi. Bưởi kẻ mía tím. Mía tím lên chậu. Cái chùm này nặng nề. Chùm này thì có vẻ như không phải. Đấy. Cái chùm to này bao tiền một chùm đó? 2 triệu. Còn cái loại này là 1,5 triệu. Đẹp quá. Mỗi năm Tết đến khi có những cái cành đào, cây quất đầu tiên ra phố là cháy rạo rực lắm rồi các bạn. Dù cho có làm ăn được hay là vất vả đi trong nữa thì Tết vẫn là một cái gì đó rất là thiêng liêng, văn hóa ngàn đời các bác ạ. Chứ không phải là câu chuyện là 1 năm, 2 năm. Đấy. Từ cái thời khốn khó cho đến những cái lúc kinh tế khá giả hơn thì Tết vẫn có những cái dư vị nó như thời trẻ thơ các. Có nhiều bác thì bây giờ hiện đại Tết thì đi du lịch hoặc là thậm chí là không thích Tết, làm doanh nghiệp nhé, không thích Tết. Mà chắc ẩn sâu trong mỗi con người thì vẫn có những cái hoài niệm các bạn, những cái mong nhớ. Cây này đẹp, quả to đẹp, có lộc có hoa, lộc rất là xanh và quả nó và lá xanh, quả to, có quả xanh này, quả chín này, hoa lộc. Cây này ok. Đấy, không cần nhiều quả, dưa thưa này là đẹp rồi. Nhưng mà xung quanh nó đều có. Đều 1,5 triệu một chum. Thì cũng không phải là đắt lắm đúng không các bác? So với bonsai chơi hàng năm xanh si thì 1,5 triệu thì chẳng được một cái cây gì ra hồn rồi. Đây khá nhiều chậu đẹp. Tức là ở Hà Nội ấy các bác nhá, thì trên phố chật chội không có địa điểm, nhưng mà dọc cái đường Lạc Long Quân và đường Tố Hữu này, hai cái nơi mà ở hai đầu thành phố là có thể mua sắm thoải mái, quất rồi đào, thậm chí là mai, đào rừng rồi lan,
các thể là loại mà chơi được Tết thì đều ra đây hết, bưởi. Đấy. Đấy, nó có không gian đúng không ạ? Nó là chụp được. Là này có một cái độc đáo là có cây đu đủ bonsai quá, đu đủ bonsai. Sau cái dãy bưởi rất là thơm này, bưởi này thì người ta ghép nó bác nhá mới được như thế này nhá. Tức là mà lấy quả về ghép vào đây chứ không phải là ghép cây, ghép quả. Nhưng mà kỹ thuật cao siêu nên là nó dính vào quả nó rất là tươi chắc chắn. Đấy, một cái gốc đu đủ à. Như thế này mà trồng cái chậu đẹp thì tuyệt vời các bác nhỉ. Đấy, quả rất sung túc đu đủ đầy đủ đấy. Cái giống đu đủ này nó cũng rất là hợp với trồng trên chậu chứ không như cái giống đu đủ ta này. Rất là mập mạp và có cái lá, có cái cuống lá là màu tím này. Rất là dày. Thế hỏi ông chủ bao tiền cây. Quả nó xum xuê kia không? Đó, cái này chắc phải hai người kia. 1, 2, 3, 4 có thể là mấy chục cái quả các bạn. Nó hoa và nụ nó liên tục. Nốc đáo. Đằng kia còn có bày nó trồng cả mía tím. Mía thì nó cũng có nhiều năm có người bán rồi, trồng cái chậu mía. Ba cái mía trồng cái chậu thì cũng độc đáo. Thì năm nay cũng có thấy đu đủ cũng hàng năm cũng có. Đấy. Độc đáo ấy, nhưng mà cũng khá kén người chơi. Để tí nữa hỏi xem nào, bao nhiêu tiền một chậu. Cái đồ này thì cần không gian, muốn nhất rất là tiếp. Cần không gian. Đáng là lý ra ông bác ấy trồng cái chậu nó không cần đẹp, nó sáng sáng như thế kia một tí là có khi dễ hơn. Chậu này nó hơi lem nhem, mà về phải thay thì nó không như đào như quất, thay chậu chắc nó phức tạp. Hiện tại đang có bốn chậu đu đủ đây. Chậu đu đủ dáng thế rất là quằn quại luôn, cao tầm 5-60 phân này. Nếu cả lá thì khoảng độ hơn 60 phân, sụp xuôi quả chín, cây còn có quả chín. Quả này thì chắc sắp rụng rồi, chín quả rất to nhé. Đây một cây nữa. Đấy. Cây này thì không quá nhiều quả nhưng mà dáng đẹp, cây tươi tốt, lá không bị nhàu, quả đều. Cứ vặt bớt là quả đều quá, kia để nhiều quá nó đè lên nhau. Đấy. Một bác nào mà mê lan hồ điệp thì đến thì những cái chợ này thì thôi rồi các bác. Nó bạt nhà mà rực rỡ, cắm những cái chậu hồ điệp khủng khiếp luôn. Chắc cỡ mấy chục triệu một chậu. Cứ tính nhánh mà tính công và tính chậu nữa các bác. Là nhân lên thôi. Bưởi. Bưởi. Đấy các bác. Toàn bộ là ghép, toàn bộ là ghép các bác ấy. Mua quả xanh và ghép ở đây. Đấy. Tất nhiên cũng có quả của nó nhưng mà nó không thể nào nhiều như thế này ghép. Đa số là ghép hết. Ví dụ quả này là quả nguyên bản này. Nguyên bản. Đấy, quả trên thì lại là quả ghép. Đấy, nó hàng trăm cái quả như này các bác nhìn. Khủng khiếp. Vừa chở đi vận chuyển nó nặng nề mà rung lắc mà nó không bị rơi. Các bác thấy không? Đứng ở dưới cái tán này không biết là cái bao nhiêu cái quả các bạn. Cái khủng khiếp. Hấp dẫn không quá. Này, đứng dưới cái tán cái cây này khủng khiếp. Không biết bao nhiêu cái quả các bạn.
từ gốc đến ngọn, dáng thế nó rất là điệu đà. Cây này cứ từ gốc đến ngọn luôn này, quả nhiều hơn cả sung đấy, rất độc đáo. Còn cây kia thì nhiều quả quá. Đây ví dụ như cái chỗ này thì cũng đụng quá nhiều quả luôn này. Còn như cây này đẹp, nó từ gốc đến ngọn nó đều, mỗi cái tăm này chỉ một quả, để một quả đọc chữ thì quá nhiều. Đu đủ của mình à? Vâng. Bao tiền một gốc đấy? Cây nào? Đu đủ á? Cây nào? Cây ngoài này này. Cây ngoài này có được 6 triệu. 6 triệu à? Vâng. Cây nào từ mấy triệu đến mấy triệu? Từ 4 triệu đến 6 đến 6 triệu. À. Á tiền anh nhỉ. Thế còn bưởi này thì sao? Bưởi này cái cây cái cây mà đấy có cái hòn đá kìa. Vâng, cây 29 triệu. Còn cây 23. Còn cái cây bên cạnh ấy cũng có hòn đá kìa. Mà nhiều quả ấy. 25. Ừ. Nói chung là ở dưới này. Đúng rồi. Ở dưới này 25. Nhiều quả khiếp. Vâng, cây này 23. Nói chung là dao động từ 20 đến 30 đúng không? Vâng. Đấy. Quá nhiều quả, thơm thật. Khi vào đấy rất thơm. Vàng. Thơm khủng khiếp các bạn. Chơi này hơn cả hoa, thơm, có cây, có quả. Thơm lắm các bạn. Nó chín mà, chín vàng, thơm. Quả kiểu như được kỳ cọ, được bọc, nó mới không bị con gì nó ám, nhưng quả nó rất là vàng. Còn giống bưởi gì tôi không rõ đâu. Chắc là không phải bưởi diễn quả nó không to này đâu. Còn bưởi diễn mà bao nhiêu quả thì chết tiệt. Có vẻ quả này là ngon, là nhẵn và thuôn. Ngon. Đấy các bác, sơ bộ là 4 đến 6 triệu một cái cây đu đủ này này. Bưởi này thì 20 triệu trở lên. Rồi, ok, cảm ơn các bác nhé. Để ra kia chọn quà cho sếp cái đã.